Hello, hello, xin chào anh em nha, toàn tụ tập thể anh em nha. Xin gửi lời chào đặc biệt nhất tất cả anh em đồng hành cùng với mình dưới kênh YouTube Máy Thủy Nhật. Đây, hàng mình mới về rất nhiều nha. Kho trước rồi. Em rất nhiều. Và đây là những hàng đang giao đi cho những anh em đã chốt các tỉnh nha. Mình sẽ giới thiệu sơ qua những mặt hàng mới về đằng trước sân đây, chưa rửa chưa xin gì hết. Và trước tiên là mình sẽ giới thiệu những hàng thông kho trước đi. Anh em nào quan tâm liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Đây là địa chỉ 688/2 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Hiện tại là có hai kho nha, và hàng ngoài kho nữa. Và giới thiệu sơ, đây giới thiệu dần máy nhỏ trước đi ha. Hiện tại đây là có trước mặt đây là hai QM này tông 88 nha, 20 mã lực, hộp số truyền là 3.21. Và đây là 2LM 24 mã lực, hộp số truyền 2.57 nha. Đây là 3LM 40 mã lực, hộp số truyền 3.13 nguyên rin. Đây là những con máy nguyên rin nha anh em, chưa sơn phớt tút chậm, mặc dù nó có xét gợp và ba chỗ, nhưng mà đây là con máy trực tiếp bên Nhật về kho mình, chưa ba sơn phớt tút chậm gì hết. Kế bên một em nhỏ là 2GM 12 mã lực nha, hộp số truyền là 2 tua 1. Đây là 3HMK 24 mã lực, bê tông 75 ly nha, còn gọi là 3T75. Kế bên đây là một em 4LM 48 mã lực, hộp số truyền là 3.63, bê tông 915. LM thì anh em đã biết rồi, 4LM, 3LM, 2LM, bê tông semi bạc xài như nhau. Isuzu 4JB1 93 ly nha. Đây là cũng 3HMK nữa. Hiện tại mình về có kho mình có 3 con 4LM 48 mã lực nha. Đây là nước sơn rin ở Nhật hoặc phủ màu xanh lá cây vậy nè, mình không hiểu nổi luôn. Đó là tùy sở thích mọi người thôi, muốn sơn mấy gì sơn thôi, màu gì mình sơn thôi. Hoặc phủ màu xanh lá cây luôn. Nguyên bản nó là màu xám. Trong đây là 4GM không hộp số nha, 45 mã lực. Có trục bo luôn. Có tông 7.8 ly. Trong này là một em 3L15. Có nhiều anh em thắc mắc là những mặt hàng mình không được bắt mắt lắm. Và tại để không bắt mắt lắm là không có chưa ba sơn phết tút dặm, tình trạng nguyên rinh thôi. Và đây là 3LM 36 mã lực, bắt tông 915 luôn nha, hộp số 3 tua 1. Ở đây thì một em L4CH em này thì 130 mã lực nha, 4 số bắp, 4 sát DT, hộp số truyền 2.58. Đây là một em Mitsubishi S6F, bê tông 98 ly nha, 150 mã lực, 150 mã lực, 2.900 tua, hộp số truyền là 3 tua 45. Đây là cũng 3HMK nữa. Đây con máy tiếp theo 4LM 48 mã lực, đặc biệt em này là số 2 nồi luôn nha, 48 mã lực số 2 nồi luôn, mới về chưa rửa này, 3Z sơn cho anh khách rồi. Cái kia là 3L15. Đây là một em 4GH 50 mã lực nha. Đây là 4BH nè, 90 mã lực nè. Này 4BH 90 mã lực, nguyên rin về chưa rửa rồi, đẩy vô kho thôi. 90 mã lực, bê tông 95 ly nha. Hộp số truyền bên đây bao nhiêu ta? 3 tua 5. Số truyền là 3 tua 5. Ở trong đây thì là 6CH UT 203. Em này thì 6CH HT 155. Còn em này là Komatsu 95 ly nha, 195 mã lực nha. Đây mình về một cặp 6CH đời phát điện rất là đẹp nha. Một cặp luôn, bắt tăng một tắc mốt. Em này thì là 200 mã lực, 1.800 tua. Giới hạn nó không mở tua nhiều mấy phát điện mà, chỉ 1.800 thôi nha, công suất là 200 mã lực rồi. Nếu mở tua nữa là rất cao, trên 300 nha. Nếu mở tua đúng chỉ thủy là trên 300 mã lực. Đây là một em S6M nha, S6M 1 tắc 17 420 mã lực nè.
Đây là một em 6CH DT 190 mã lực, hộp số truyền 2.94. Và đây một em Isuzu 6BD1 có tông 102, hộp số truyền 3.13 nha. Mới tiếp nổ hôm kia ra tiếp rồi, nên là của thêm vỏ thì sẽ clip tiếp theo mình. Cái này 160 mã lực nha. Và đây một em Nissan tắc lưỡi 6 245 mã lực nha, mát nó là 270 mã lực. Đây là một em Yamaha chuyên cao tốc nha, tốc độ cao MD690 KUH 380 mã lực. Như em thấy rõ 380 mã lực, 2700 tua, tập số truyền 3.05, có tông tắc lưỡi 6 nha, 380 mã lực, có tông tắc lưỡi 6, rất uy lực hơn. Em này là 6GX, 6GX 1 tấc 17 nha, 430 mã lực, hộp số truyền 3.04, Yamaha. Giới thiệu sơ đây, đây là một em LM mới về, 80 mã lực nha, chuẩn bị rưỡi thôi khách, rất nhiều máy nữa. Đây, tiếp tục tiếp theo nha, những hàng máy đây là những hàng máy mới về nè, 2LM 24 mã lực, 4 giác cắt điện này, SV5 2 Yamaha. Em này là 2 Yamaha 24 mã lực nha, lắp đất rồi. Dòng này là 4H25 70 mã lực, giống như 4CH đây, đi che không khác gì hết, chỉ khác có 4 con gió thôi. Đây, 4H25 đợt này mình về 3 cái phụ tùng, đồ trong thì y chang 4CH với khác 4 cò gió này thôi, rất bền, rất thông dụng. 4CH, 4H25 bê tông như nhau, hộp số truyền 4H25 này là 3 cái mình có là 3 tu 45 hết nha. Và đây là một em 6CH mới về nữa, 6CHK 105 mã lực nha. Đây, 105 mã lực, hộp số truyền 3.05, bê tông tắc lưỡi 5. Và đây là một em 6 Nissan nha, 6 Nissan bê tông 1 tấc FD6, trọng lượng em này là khi nhập về Việt Nam là có cân là 851 kg này, nguyên rinh nguyên thủy chưa rửa đấy. Hộp số truyền này 2.91 nha, 175 mã lực, Nissan FD6 175 mã lực. Và ở đây là một cặp 6CHK nè, 6CHH từ HT chứ, 150 mã lực nha, hộp số truyền 2.91 hết. Và đây là một em 6CH DT 109 và một mớ máy nhỏ nữa. Cho qua đi, thời gian giới hạn nó nhiều quá, không có kể tới được. Là 3Z, này là 3Z 15 55 mã lực, hộp số truyền là 3.5, hộp số truyền em này là 3.28 nha. Đây cũng 4H25 luôn, rất nhiều máy nha. Đây là một em mới về sau, Yamaha 6KXZ 730 mã lực nha, có tông tắc 329 này, rất đẹp. Giờ chỉ rửa đi. Mình cũng phụ tùng rất nhiều nha, nhưng mà thời gian làm phụ tùng nó không có, nên thông cảm. Anh em nào quan tâm liên hệ số điện thoại bên dưới. Còn nhiều máy nữa, heo, sơn hàng, số sơn hàng nước, bơm nước mặn, bơm nước trộn, co ống, heo bét, bách tông, trục bô, rất là nhiều, cả trục cơ nữa, cốt nữa. Và trước đây đó là tiếp theo là máy là hai em Isuzu nha, máy 4 16. 6 đây là 6SA1 230 mã lực nha, bê tông 1 tấc 15, hộp số truyền là 2.63. Còn đây là 4BB1 không tọc bô 70 mã lực nha, bê tông 1 tấc 2, hộp số truyền năm này là 3.16 nha. Đây một em 6CX rất đời rất mới,
có tông 1.1 nhưng mà được 410 mã lực nha. Hộp số chuyền em này là 2.91. Rất nhỏ gọn, 410 mã lực mà rất nhỏ gọn, tông 1.1 thôi. Đây, chế em này. 4GB1. Không tục bô nha. Máy rất xinh luôn. Có nhiều anh em là thắc mắc nè, những người em mà chưa xài qua dòng Isuzu, đặc biệt Isuzu là đa phần là đề sẵn màu vàng. Đây, nguồn kinh nó như cái đèn cái gì. Đây chỉ tiết là quẹt. Đây, nguồn kinh nó 4GB1 là 60 mã lực, tông 83 ly nha. Ô, với 93 ly nha. Sẵn cái màu vàng luôn. Đây là một em S3M 65 mã lực, hộp số chuyền là 5 tua 68, nguyên viên nguyên thủy. Đây là 4BD1 nè, TC3 130 mã lực, nó tông một tắc lai 2 nha, số chuyền 3.15. đây là một em 6HA chuyên dòng tải nha, rất thịnh hành dòng tải, rất bền luôn, 165 mã lực, rất khỏe, tải rất khỏe, tông tắc 3 nha, dàn ma hộp số chuyền 2.94. và đây một em 6 Yamaha nữa, 6 Yamaha là MD620, 185 mã lực, hộp chuyền 3.05. đây là tiếp tục một em 6 Yamaha lớn nha, bê tông tắc 329, 495 mã lực, 2100 tua, hộp số chuyền là 2.92. trong đây một em có 4H25 nữa, rất nhiều. Thôi chặt chội về sau kho, thôi chặt chội. Mọi em thông cảm nha, cảm ơn anh đồng hành cùng mình nha, thời gian hơi giới hạn mà nó tới này có chắc cũng có một vài anh em rồi đó đã theo mình theo dõi mình từ đầu bây giờ tới giờ. Đây là một em S6M có tông một tấc lên 5 mà 304 mã lực nha, rất giống đời 402 nha. Đây là một em 6 công su nữa, 95 ly. Anh em nhìn cái phiên bản đó nè, vàng nó màu xanh nha, người ta lại phủ phần sau này là màu xám. Hộp số chuyền 2.91, 195 mã lực, 2910 tua, tông 95 ly. Và đây một em Mitsubishi S4M. Em này rất mới, rất đẹp, nhưng góc quay trong này hơi tối, mong anh em thông cảm. 180 mã lực nha, tông 1.1. Đây là một em 6CHDT 190 mã lực, hộp số 2 tua 94, có tông tắc lai 5 nha, 4 số bắp. Đây một em cũng rất là đẹp nữa, nguyên rinh nguyên kiện luôn, 3S15 đời C. Đời C là gì phân biệt? Biệt là bét nhỏ, rất lợi dầu, nhưng mà đặt công suất là 70 mã lực. Hộp số chuyền em này là 6 tua 9 nha,